MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Đây là một trong những diễn viên của tiểu phẩm. Của em 5 triệu nhá. Đủ 5 triệu nhá các bạn, đòi 5 triệu của tôi. Ghi sổ. Các bạn cứ comment vào post của nó bảo là 5 triệu của anh Rai đây. Ôi sao nó spam cũng kiểu. Tại bây giờ mình kiếm cơm. Đợt này quá đợt quá quá nhiều người đồng hành cùng anh, hiểu không? Quá nhiều người đồng hành cùng anh. Yeah. Em làm được anh thôi. Không, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Chỉ còn được tự làm được rồi. Cũng sẽ làm được rồi. Anh để cho bọn em biết thế nào là rap Việt đấy ạ. Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Phong Cay và đây là bộ đồ vòng bao của mình. Trông rất thiếu nhi đúng không các bạn? Đây là anh Alpha Best. Đây là một trong những diễn viên của tiểu phẩm. Của em 5 triệu nhá. Đủ 5 triệu nhá các bạn, đòi 5 triệu của tôi. Ghi sổ. Các bạn cứ comment vào post của nó bảo là 5 triệu của anh Rai đây. Ôi sao nó spam kiểu. Một dán nữa, một dán nữa. Một dán ra nè. Nhìn máy nè, nhìn máy nè, tương tác với máy nè. Dạ, ok anh, cái gì em chưa biết nữa, tại em mấy anh em thì nếu mà... Cũng mấy thanh thái thôi mà, thật thôi. Dạ, em còn nghe em một bước cũng được sao. Dạ, ok. Dạ, dạ, nếu mà không có thì em sẽ... Cũng lợi hại đó. Sao nó ít câu đi? À, không thực sự là mình khi mà mình đến với cái bản này mình không nghĩ là nó sẽ có nhiều cảm xúc tới như vậy. Tới bây giờ mình kiếm cơm. Mình xúc động ở tiết mục nào nhé? Ý là từ lúc Juno bước ra xong rồi ở trên đó mà nhìn cái xong rồi thì ý là nhìn cái buổi biểu diễn của Juno rồi xong rồi nhìn thấy Juno khóc xong rồi thì những cái kỷ niệm bắt đầu thấy anh cao út khóc, cái Sati khóc xong rồi cho tới khi mà Công Hiếu lên thì mình đứng ở đây, thành Công Hiếu một buổi diễn gọi là hết mình một cái giọng luôn, nói chung là mọi thứ nó xảy ra một cách rất là nhưng mà giờ mình sắp phải đối diện một cảm xúc lớn hơn nè. Cảm xúc là mình sẽ những cái người trong thì mình bây giờ số lượng nó sẽ càng ngày càng ít đi. Mình sẽ đối diện cảm xúc đó. Với các bạn trình diễn vừa rồi thì Huỳnh Công Hiếu đã vung hết sức của mình rồi và tất cả mọi người đã làm tốt vai trò của mình. So mình nghĩ là cái kết quả như thế nào thì cũng sẽ hài lòng thôi. Đòi 5 triệu chưa? Đòi 5 triệu chưa? Chưa, nhưng mà đang cảm động vì bài dự thi của anh Juno. Thật ra từ lúc vào chương trình giờ mình rất là ít lúc có cái cảm xúc xúc động như này. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ muốn đợi anh Juno để ôm anh Juno một cái. Từ lúc là có biết nó ra cái hướng gì. Cho nên cái chuyện mà mình nghĩ có một cái màn trình diễn cực kỳ xúc động. Oh.
Không rồi. Đợt này quá, đợt quá, quá nhiều người đồng hành cùng anh, em hiểu không? Quá nhiều người đồng hành cùng anh. Yeah. Em làm một danh không? Không, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Anh đã cho bọn em biết thế nào là rap Việt đấy ạ. Mà câu chuyện tiền có phải là xuất phát từ công ty mà xuất phát từ những hành động giá trị mà không mà mình sẽ viết cái câu nói của em và một câu chuyện tiền. Chương trình quan trọng của mình đó. Hey. Ok. Rồi anh, tuyến đâu? Ok. 1, 2, 3, hey! Big boy! Yeah. Let's get it, bro. Hello, bro. Wow. Ok. Yeah. Hai anh em gặp nhau được đúng một vòng. Anh em sao? Rồi mình có demo không? Có demo quan kia rồi. Thao ý là mình có đòi vậy không? Không có túi. Tại thắng, tại thua mà. Tại nó thắng mới tặng. À. Rồi. Hai ba. Trời nói cái câu đó là chào hỏi người bản địa. Không có nói gì. Anh tội kêu là nó là nói câu gì cho nó ngầu ngầu đi anh. Thì sau đó là thì anh tội mình chưa anh tội giải thích thì anh tội nói là cái đó là chào hỏi bản địa. Tôi chào hỏi bản địa đó làm sao? Còn không nói thế thì mọi người đừng có tin lời nó. Mọi người thấy nó giác của anh Thái rồi, mọi người không có tin được nó đâu. Tệ luôn. Em giác của Thái cái gì? Của Thái hơi nhiều luôn á. Bây giờ em hỏi anh thầy Đâm Nô là cái gì? Đó hỏi Thái đi, cái đầu đó mà cứ hỏi anh Thái là nó ngăn lại rồi. Hỏi nữa anh Thái rủ đi tập boxing. Sao chưa gì nó vô đây? Hỏi sao chưa về? Có vài lời thầm kín nói chuyện với Justin. Ý là thì có một vài lời nhắn nhủ cái kiểu tâm sự mộng. À mộng. Tâm sự tiếng Hồng. Ờ Hồng. Ok đó. Khá rồi. Yes. Rap Việt All Star Concert 2023 mua vé ngay trên vshop.vn. Sở hữu vé fan zone, sở hữu tầm nhìn sân khấu 360 độ.
sở hữu vé GA, sở hữu tầm nhìn bao quát cả hai sân khấu. Sở hữu vé VIP, có cơ hội dùng tiệc tối cùng quán quân và á quân Rapid Bubba. Sở hữu vé VVIP, có cơ hội trở thành khách mời khu vực President, mua vé ngay trên vshop.vn. Cơ hội sở hữu vé Rapid All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất, 20 giờ thứ hai bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.